Sau cơn bão thì những quán xung quanh sông Hồng ở Hà Nội như thế này đều đang gặp tình trạng lượng nước dâng cao và bị ngập úng. Không biết bao giờ thì mình mới có thể quay trở lại quán này để vừa ngồi ăn đồ ong, vừa ngắm view cầu Long Biên, thi thoảng lại có đoàn tàu lướt qua nữa. Thì mọi người cứ xếp lại clip này nha, bởi vì quán này vô cùng xứng đáng và nằm ở một địa điểm vô cùng bí mật, không phải ai cũng mò được đâu nha. Đây là nhà hàng Queen Gia ở 15A Ngọc Thụy Long Biên, và khi ăn trưa ăn tối sẽ có những cái vibe khác nhau. Buổi tối sẽ kiểu đèn vàng lung linh hơn nhá. Menu nhiều món lắm và sẽ dao động khoảng trên dưới 200k. Họ có nhiều món nướng củi như pizza này, đầy đủ từ ăn chơi, ăn mặn và đặc biệt là chuyên về bánh crepe. Món nào mình cũng thấy rất là uki luôn, và đặc biệt pasta sẽ là sợi mì tươi được làm từ trứng hữu cơ nhá. Quán chủ yếu theo style sân vườn, view sông Hồng quá chill rồi. Hẹn hò này, tụ tập bạn bè gì cũng hợp luôn và cực kỳ hợp với event nữa. Đấy, có cả một cái khoảng sân nữa ở dưới này. Trời mưa thì yên tâm sẽ có ô và cũng có cả chỗ ngồi trong nhà nhá. Giữa Hà Nội xô bồ thì đây luôn là một nơi mà mình muốn kiểu lui về để trốn vậy. Vừa thoáng đãng, vừa yên bình và mong là mọi người cũng thích.